qua máy của mày chú ăn không tìm được. Đúng là mẹ nó mới chạy ra. Xe em bò nó quán lại bán xe dừng nhau luôn, nhưng mà có lần mở cổ phần lấy đâu, nó cổ phần để cho khoảng với xe. Nó ở trong nhà nó ngủ mà nghe thì tiếng nổ la đâu. Mẹ chạy ra là phải ra mới chạy xe. Mà máy của mày chú những cháu quật xe, nhưng em cũng nói như là rơi rồi để bắt hẳn lại. Mà máy mà hẳn nhìn theo, hẳn thấy các chú. Có lẽ nghĩ là chú như thấy nhiều đó là thả xe là này. Thì họ tên gì? Cháu Nguyễn Thị Huyên, em Nguyễn Thị Huyên. Đăng ký xe này mang tên ai? Bùi Văn Châu. Bùi Văn Châu là ai? Chồng em. Chồng chị à? Đăng ký xe mà chị gọi cái nhà mang ký xe lại đấy. Dạ, em... Quay xe cho em tên gì? Luôn. Em tên gì? Có giấy tờ tùy thân của không? Mở ra. Mở bọp ra đây. Mở ra. Giấy tờ tùy thân ở đâu? Người ở đâu? Bọp này của ai? Cái này của phụ nữ mà. Em cần ra cái hộp gì không? Giấy tờ xe chứng minh thư bỏ ra cho... Chứng minh thư đâu? Đi nghỉ mai cùng cô chú ở trong này còn. Ở đâu? Mày tên gì? Nghi Sơn. Hả? Nghi Sơn. Cái gì? Nghi Sơn Thanh Hóa à? Người miền Bắc á. Đọc vào thế nào? Trần Kim Sơn à. Trần gì? Trần Kim Sơn. Trần Kim Sơn, quê quán? Quê Tử Du, Lập Thành, Vĩnh Phúc ạ. Sinh năm mấy? 2003. Mấy? 2003. Ngày tháng năm sinh? 24 tháng 2 2003. Rồi. Mày đi ở đâu? Ở đây làm gì? Dạ, tôi đi trong này còn nghỉ mát cùng cô chú gọi vào chơi hôm nay cô chú. Sao lấy xe của chị này đi? Cháu không lấy, ý định cháu là gì? Đi ra cho bến xe, cháu không biết bến xe như nào hết, xa nó đi xa từ trong lấy ra đây. Nhưng mà bị con lấy xe từ nhà đi lại đấy không, đúng không? Vâng. Đúng không? Vâng. Lấy. Tao rơm ông lấy à? Bến xe không, xa, biết đi bến xe xa. Bến xe xa để đi thì không được. Xin chú à. Cháu lên xin xe thì ai cũng phải cho xe đi xe cả. Đưa tay đây. Đưa tay đây đứng để tôi chụp. Ai xin lại dừng trước nhà luôn. Mời các chú quay đây nha. Em dạ được coi chị gửi lại cái đăng ký đấy được coi. Nói ai có cái đăng ký đấy được coi. Đăng ký em đi lời nha. Rồi rồi trong mắng. Ở nhà lắm đi ông mà. Em mới chờ con từ ngày ngoài. Nhà muốn ra cái này. Thế chị muốn nợ thì chị cũng phải lấy được gì đó. Đấy là chứng minh đấy, xe là xe của chị. Cảm ơn, cái này của cô đó.